Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Tình Anh Em và Tình Ca Biên Giới do nhóm nhạc Mộc Miên, nhóm nhạc địa phương nổi tiếng ở huyện Đại Tân, Quảng Tây, Trung Quốc thể hiện. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Lễ hội Nàng Hai là lễ sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của người đồng bào dân tộc Tày, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hành trình mời các nàng hai, con gái của mẹ trăng ở trên trời xuống thăm trần gian và giúp người dân trong việc làm ăn. Đây là bóng nàng thất thái trong trăng, nét ẩn hiện nhấp nhô như đường cong của núi mắt thần, mềm mại uốn lượn như dòng quân sơn. Vẫn trong dòng chảy của mùa xuân nơi miền biên viễn, những chàng trai cô gái người Mông Cao Bằng dùng khen, kèn lá, đàn môi để hát lời yêu. Đó là mạch sống, nguồn cảm hứng đã có từ lâu, là niềm tự hào lớn, niềm tin yêu lớn trong cả cộng đồng dân tộc. Lời ca, khúc hát, nụ cười mãi mãi trong tâm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Tiếng hèn ai dặn dịu trên núi giữa thiên nhiên hoang sơ, trời đã mùa xuân cùng tao, kia chú chim đang hót gọi mùa xuân.
Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa được đến với một hoạt động văn hóa vô cùng tiêu biểu của người Mông Cao Bằng qua ca khúc Khèn Hát Lời Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Tùng do Đoàn Nghệ thuật Cao Bằng biểu diễn. Với những giá trị độc đáo riêng có, cây khèn trở thành biểu tượng văn hóa trong đời sống của người Mông. Dù là trong thời đại nào, chiếc khèn vẫn luôn được